mấy điểm để nhận ra cái cây Bellmate là xịn hay không nhá. Thì đây là cái chỗ này này. Đấy, cái chỗ này này. Nó cắt chưng hửng ở đây này. Đấy. Rồi khi gặp lại lưỡi thì cái đường này này. Cái đường mài này này. Đấy. Nó nằm phía dưới. Nằm phía dưới. Đấy. Rồi cái đường rồi gì nữa nhỉ? Những cái etching này này, in này này, nó không đậm đâu. Nó đấy nhá. Đấy. Rồi cái đường mài đây này, đấy, sọc này này. Rất đều nhau nhá. Đấy. Đường mài sọc nhỏ rất đều nhau này. Đấy. Đây. Đấy. Có chữ số patent patek đàng hoàng, Osborne Design. Đấy, nó không đen nhá. Cái in này này. Cái logo in lên này nó không không màu đen. Đấy. Nó rất khó tả. Đấy. Đại loại thế, có mấy cái điểm như thế. Đấy, nhìn thấy cái này này, nó cụt lùn đến đây mà. Đấy, nó cụt đến đây thôi. Chứ nó không chạy thẳng dài xuống. Đấy là cái điểm. Rồi những cái scale ở trong này, scale ở trong nếu mà mở ra thì thay để mở cái lưỡi ra nhá. Nhìn thấy cái scale ở trong à, nhìn thấy ở trong là nó khoét rãnh những cái lỗ tròn rất đều nhau. Đấy. Lỗ tròn kìa, đấy lỗ tròn, mọi người nhìn thấy cái lỗ tròn trong không? Trên dao mà dao đều thì cái lỗ đây nó sẽ lung tung lắm. Đấy, nó không tròn xoè như thế đâu. Rồi những cái khác ví dụ như là những cái kích cỡ của những cái thanh chặn này này, chốt chặn này này, thế phải có hai cái dao so với nhau mới nhìn thấy được. Thì tạm thế đã nhá.